Kia Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ review cho chuyến đường đi từ Sa Đéc về thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Và mình sẽ review trận về luôn ở từ thành phố Hồ Chí Minh về Sa Đéc. Cả nhà cùng với Trần Minh Lăng Thang cùng chuyến công du Sài Gòn sau 6 tháng nha, đúng 6 tháng mình mới lên Sài Gòn lại nha. Trên đoạn đường đi có cái gì thì cả nhà chú ý nha, rồi sau này cả nhà đi đi sau mình thì cả nhà chuẩn bị đầy đủ nha cả nhà. Bây giờ là 4 giờ sáng, mình là xuất phát từ Sa Đéc. Đây mình đang đi ngang khu vực chợ Sa Đéc. Thì theo anh tài xế nói thì đó trước mặt mình là cái chốt đó, nhưng mà theo anh tài xế nói thì lúc mình đi thì sẽ không ai hỏi hàng gì hết, và lúc quan trọng về thôi. Mình cũng nghe mấy bạn đi về nói là ngang cái chốt này thì nó không có hỏi mình gì hết, nhưng mà nó rất là khai báo y tế. Mình đang ở trên cầu cái da nhỏ nha cả nhà.
đi thì hầu như là các trạm dừng chân phía ngoài thì chưa có mở nha cả nhà. Hôm nay mình đang nói chung là đang ngừng lại đặng cái trạm dừng chân ở Châu Thành nha, ở trên đường cao tốc nha cả nhà. Xe nó ngừng ở đây nghỉ nhiều quá cả nhà. Đến địa phận thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Mình vừa ra khỏi đường cao tốc nha. Bây giờ là theo đồng hồ thì là 6 giờ 35 rồi nha cả nhà. Mình đã vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Thì trên đoạn đường đi từ ở Đồng Tháp lên về thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung là trên tuyến đi á mình không có gì trở ngại nha cả nhà. Cả nhà cứ theo đó mà sau này các bạn tài với cả nhà có không có chuyện đi thành phố Hồ Chí Minh thì theo cái chuyến đường mình đi thì chuyến lên thì hiện tại bây giờ là mình không có gì trở ngại nữa nha. Đây, thành phố Hồ Chí Minh được hiện ra trước mặt mình sau 6 tháng trời mình không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình vừa ra khỏi cao tốc nha cả nhà. Phố Hồ Chí Minh đây rồi cả nhà ơi, mình đã trở lại thành phố sau 5 tháng trời xa vắng nha cả nhà. Mình đang đi trong khu vực của gần chỗ vùng xa An Lạc nha cả nhà. Đây Bình Chánh nha cả nhà. Bây giờ là 7 giờ kém 15 nha cả nhà. Tương đối là đông đúc nha, nhưng mà so với trước ngày giãn cách khoảng vài tháng trước thì nó cũng thưa vắng nhiều cả nhà ơi. Nói chung là cũng một phần nào thôi chứ không được như xưa nha. Và như gì để nó về dễ thở hơn. Rưỡi nha cả nhà. Mình đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh nên giờ trên đường đang mình đang đi trên đường Võ Văn Kiệt. Bây giờ mình trên đường quay trở về Đồng Tháp thân yêu của mình. Buổi sáng đi thì công việc của hôm nay thì nói chung cũng hoàn toàn thuận lợi cả nhà. Mình đã hoàn thành sớm theo dự định luôn. Bây giờ mình tranh trên đường về nha. Rồi. Thì những cái ngày này thì nói chung là xe cộ thì vẫn còn thưa thớt với cả nhà, không có được nhộn nhịp như mọi lần. Với mọi lần giờ này các bạn đi cái đường này thì các bạn chắc thoải mái luôn. Bây giờ thì chạy bom không chỉ cần luôn. Test miễn phí luôn nha cả nhà. Test Covid miễn phí luôn.
ai muốn chích người vô cho bệnh viện chích người luôn. Ai nói một mũi mà ở dưới quê còn hiếm quá thì lên bố chích nha cả nhà. Thì đó là nghe mấy người một người của người ta nói thôi nha, chứ mình thì chưa có thử. Tại vì mình chích hai mũi rồi, mình lại chích mũi tăng cường chắc mình lên bố mình chích. Về tới giờ cái cầu Mỹ Thuận thân quen của mình rồi nè. Đây cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền nha. Còn gọi là sông Củ Chiên nha cả nhà. Trên địa phận Vĩnh Long nha cả nhà. Mình sắp sửa bước qua địa phận huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp nha. Đây cái chỗ này thì không biết thì ngoài ở Sài Gòn ra thì còn có chỗ này nên biết là nó có vấn đề gì không thôi, chứ này ra là từ sáng đến giờ vẫn đi và vẫn về thì mình chưa thấy có ai chặn chốt hỏi gì hết nha cả nhà. Đây là cầu cái da lớn hay cái da nhỏ này cái nhà ấy. Cầu cái da lớn
đây là điểm khai báo y tế. Đồ nó có mắt mày hả? Đấy có mắt mà. Nó không mắt ra. Mình đã về tới cầu Cái Tàu nha cả nhà. Giờ nãy mình cứ đi ngang cái trạm khai báo y tế của cái huyện Châu Thành nha, thì mình thấy nó có để bảng á, nhưng mà xe mình đi ngang thì nó không có mắc nha cả nhà. Toàn bộ của hành trình đến đây là mình về đến Đồng Tháp rồi, thì thấy trên đường thì không có gì chắc chở nha cả nhà. Các anh em tài xế đi đường thì mình cũng có review một số đoạn đường đi đó, thì theo clip này thì cả nhà cứ theo đó mà đi nha cả nhà. Mà theo cái hoàn cảnh hôm nay là ngày năm Tây nha cả nhà, chứ mình không biết là về sau tình hình nó phức tạp thêm thì mình không biết nha. Ở Sài Gòn thì rất là dễ nha cả nhà. Mình đã về tới đường chùa nha cả nhà, thì sẽ bước qua địa phận của thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành và Sa Đéc rồi. Là trên đường đi là rất là yên ổn cả nhà, tất nhiên là mình không có bị trục trặc, không bị chốt, không bị chậm gì hết. Có ngay cái chỗ Châu Thành của mình đó thì còn một cái chốt gọi là khai báo y tế thôi, nhưng mà xe mình đi ngang thì cũng không có bị chậm nha cả nhà. Chúc cả nhà sau này có một những chuyến đi thành phố hay những chuyến đi từ Cần Thơ, Vĩnh Long thì rất là vui vẻ cả nhà. Đây là mình trên đường đi nè. Vì cả nhà đây là anh tài xế Sơn Hoàng Sơn đã đồng hành mình từ hồi sáng đến giờ từ Sa Đéc đi thành phố, từ thành phố về Sa Đéc nha cả nhà. Anh Sơn ơi, anh thấy trên đường đi nó có cảm xúc cho anh Sơn? Hai cả nhà, nói chung là hôm nay hữu duyên gặp được anh Minh thì chở anh Minh đi công việc Sài Gòn, đường xá nói chung là cũng thông thoáng, cũng có chút chạm gì, chỉ có chút Châu Thành Cái Tàu thôi, nhưng mà người Sa Đéc thì không sao. Ngoài tỉnh thì về thì cũng khai báo y tế, tuân thủ 5K, cũng đồng hành cùng anh Minh đi tới nơi để đến chỗ. Cũng cái điện cả nhà, anh Sơn là phục vụ xe du lịch Hoàng Sơn nha, xe 7 chỗ và 16 chỗ nha, cả nhà có gì ủng hộ tài xế Hoàng Sơn giùm mình nha. Em ơi, cái nhà cái số điện thoại em số mấy vậy? Số điện thoại của em là 0913 687 271 nha cả nhà. Rồi, cả nhà ủng hộ Hoàng Sơn giùm nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà. Anh Hoàng Sơn thì sau thời gian khoảng 5 tháng thì cũng không có đi đâu, giờ mới đầu đầu là hôm nay là đi cùng mình Sài Gòn luôn nha. Rồi, cả nhà nếu có đi du lịch nhớ ủng hộ giùm tài xế Hoàng Sơn giùm mình nha.